Chào tất cả các chị em, đặc biệt là các chị em chuẩn bị trải qua một cuộc sinh mổ rất vất vả. Hôm nay thì bác sĩ sẽ giới thiệu đến cho các chị em một dòng gạc phẫu thuật sau sinh nhé. Dòng gạc này hiện tại của nhãn hàng Hitit thì được dùng trong rất nhiều cơ sở y tế của Việt Nam mình, bởi vì nó đáp ứng được các yêu cầu như ngăn ngừa vi khuẩn này, chống thấm nước này, ít bám dính vào vết thương để giảm đau trong quá trình mình thay băng hàng ngày, và tiếp theo đó là cái không kích ứng da. Để cái đấy là cái mong muốn của rất là nhiều chị em. Hơn nữa là cái dòng gạc này thì rất là dễ sử dụng, phù hợp với tất cả các chị em nhé. Ở đây bác sĩ sẽ hướng dẫn các chị em về sản phẩm. Đây, trong mỗi hộp kia thì sẽ có 25 cái miếng gạc như này. Tất cả mỗi miếng gạc đều được bao bọc rất là kỹ lưỡng, bên trong đảm bảo vô khuẩn nhé. Khi các chị em muốn thay băng ấy, thì mình sẽ xé cái mép trên này ra nhé. Xé mép trên này ra. Xé mép trên này ra xong sẽ lấy cái miếng ở phía bên trong này ra này. Đó, đây là cái miếng gạc này nhé. Phía ngoài này là cái chỗ để mình cầm nhé, mình cầm. Đây, cái miếng gạc phía trong này sẽ là vô khuẩn này nhé. Ở đây vẫn có một cái màng ni lông để tí nữa mình lột ra sau. Đầu tiên thì chị em mình sẽ tách hai cái mép này ra. Tách hai mép này ra, tuyệt đối không được chạm tay vào phía trong này nhé. Đấy. Đấy. Tách vào hai mép này ra. Sau đó mình sẽ dán lên vết thương. Ví dụ đây là vết thương. Đây thì các chị em chỉ việc dán vào. Tìm cái nút dán này. Xong mình sẽ lột sang hai bên. Đấy. Lột sang hai bên như này. Đấy. Xong mình sẽ miết chặt các mép lại. Miết chặt các mép lại. Sau đó thì mình sẽ lột cái tấm ni lông ở giữa này nhé. Tấm ni lông ở giữa này. Đấy, mình lột sang, lột bỏ hai bên. Đấy. Đấy, nó sẽ để lộ một cái lớp màng rất là mỏng nhé, để giảm tình trạng khó chịu. Đấy, mình lột hết ra. Đấy. Như vậy là mình đã thay băng thành công rồi đấy. Đấy. Mỗi ngày nếu mà chị em không khó chịu quá thì mình có thể thay băng một lần nhé. Đấy. Chúc các chị em trải qua một cuộc sinh mổ thành công nhé.